Công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Thành Hưng Tuyên Quang trong những năm qua là đơn vị luôn đi đầu nghiên cứu ứng dụng và nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn. Với công nghệ bê tông tính năng cao để chế tạo mương bê tông thành mỏng có tiết diện dạng paravol được chuyển giao từ Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng mang những ưu điểm vượt trội như dễ dàng trong thi công lắp dựng, vận chuyển, tiết kiệm tài nguyên, tuổi thọ cao. Cái mương paravol này được sản xuất bằng cái bê tông cốt sợi thép phân tán nên là có cái độ bền rất là cao. Cái cường độ của nó đạt trên 50 MPa và theo tính toán thì cái độ bền nó là trên 55. Khi mà sử dụng, khi mà thi công ấy, thì cái mương này được lắp theo từng đoạn một nối với nhau bằng cái các khớp lối. Đấy, thì là nó có cái ưu điểm là cái tiến độ thi công rất là nhanh và rất dễ ở trong cái việc sửa chữa trong khi cũng như lắp. Các sản phẩm của công ty đã được sử dụng trong dự án kiên cố kênh mương nội đồng của chương trình nông thôn mới tại tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua cho kết quả cao. Gần đây, công ty tiếp tục nhận chuyển giao công nghệ bê tông tính năng siêu cao cho các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và đang chuẩn bị đầu tư nâng cao năng lực chế tạo các sản phẩm bê tông tính năng siêu cao có sử dụng công nghệ thiết kế 3D được nhập đồng bộ dây chuyền từ châu Âu để có thể chế tạo các sản phẩm kiến trúc, kết cấu, bàn ghế chậu hoa ngoại thất, facade, đáp ứng yêu cầu thiết kế thi công sử dụng ngày càng đa dạng tại Việt Nam. Công ty Thành Hưng có diện tích mặt bằng 35 hecta, có mỏ đá và nguồn khai thác cát sông Lô chất lượng cao, nguồn nhân công lành nghề với đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và hệ thống phòng lát để quản lý chất lượng. Bên cạnh việc chế tạo cấu kiện chuyên ngành, nhà máy còn cung cấp ra thị trường các loại bê tông thương phẩm với yêu cầu khác nhau cho các chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Công ty trách nhiệm đầu tư và xây dựng Thành Hưng của chúng tôi đã 25 năm xây dựng và trưởng thành, và hiện nay chúng tôi cũng đang khát khao trở thành một cái đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Công nghiệp 4.0 bùng nổ cũng là một cái thách thức, cũng là một trong những cái cơ hội đối với tất cả các doanh nghiệp của chúng ta. Công ty Thành Hưng chúng tôi cũng xác định điều đó và cũng mục tiêu phát triển là chúng tôi muốn có nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng những cái công nghệ của thế giới cũng như là của các cái nhà khoa học trên thế giới về cái công nghệ 4.0, tức là có những sản phẩm vật liệu thay thế. Công ty chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để đầu tư một cái dự án với một cái tính quy mô lớn hơn, đó là chúng tôi đang nghiên cứu và ứng dụng cái sản phẩm bê tông siêu tính năng UHPC. Chúng tôi tin tưởng là cái bê tông siêu tính năng UHPC sẽ đưa ứng dụng vào rất nhiều cái sản phẩm trong xã hội và đặc biệt là thay thế được một số sản phẩm truyền thống với cái giá thành cạnh tranh. Trong ngay trong năm 2019, chúng tôi sẽ khởi công xây dựng nhà máy và mong muốn là nhà máy sẽ là một trong những cái nơi để cung cấp những sản phẩm cái ứng dụng cái thời đại công nghiệp 4.0, một sản phẩm tốt nhất trong đối với thị trường mà mong muốn thị trường đáp ứng tốt. Các kết quả của bê tông Thành Hưng luôn gắn liền với ứng dụng và đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Với sự chỉ đạo đồng hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cùng các sở ban ngành của tỉnh, sự ủng hộ và trợ giúp của các nhà khoa học và các viện trường, Hội Bê tông Việt Nam, sự trợ giúp của các công ty công nghệ châu Âu. Với kết quả đạt được, công ty Thành Hưng sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Khoa học công nghệ là định hướng phát triển của bê tông Thành Hưng.